Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chiếc túi đựng bình nước có họa tiết hoa văn như thế này. Chiếc túi này thì mình móc từ sợi dệt và kim móc mình sử dụng đó là kim 2,5mm. Xin mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn của mình. Để móc được chiếc túi này thì đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình móc lên 3 mũi bính. Tại cái vòng tròn này mình sẽ móc vào đây là 14 mũi móc kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13 và 14. Sau khi móc xong 14 mũi móc cát thì chúng ta sẽ rút cái vòng này lại. Sau đó mình sẽ kết một mũi dời vào cái mũi móc cát đầu tiên này. Như vậy là hoàn thành xong hàng số 1. Hàng số 2 mình tiếp tục lên 3 mũi bính. Tại mỗi chân mũi này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc kép. Các bạn sẽ móc như thế cho đến hết cái hàng này. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi dời vào cái chân mũi móc cáp đầu tiên. Để bắt đầu hàng số 3 thì mình tiếp tục lên 3 mũi bính. Tại chân mũi đầu tiên này, mình sẽ móc vào đây là một mũi móc cáp. Chân số 2 này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc cáp. Chân số 3 này mình sẽ móc trong chân đầu tiên, chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi móc cáp. Trên số 4 thì 2 mũi móc cáp. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho đến hết cái hàng này. Sau hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 42 mũi móc cáp. Sau khi móc xong hàng số 3 thì mình sẽ kết lại bằng một mũi dời vào cái mũi móc cáp đầu tiên này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần đáy của chiếc bình nước. Tiếp theo mình sẽ móc lên thân. Hàng số 4 chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Tại mỗi chân mũi này mình sẽ móc vào đây là một mũi móc cáp. Hàng này chúng ta không tăng mũi. Các bạn sẽ tiếp tục móc như thế cho đến hết hàng và sau mỗi đoàn cuối hàng thì chúng ta sẽ kết lại bằng một mũi dời vào cái chân của mũi móc cáp đầu tiên. Mình đã móc xong hàng số 4 và tiếp theo mình sẽ bước vào móc cái họa tiết hoa văn ở hàng số 5. Đầu tiên thì mình sẽ lên 2 mũi bính. Tiếp theo mình sẽ móc thêm 4 mũi bính nữa. 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ móc một mũi cáp đôi vào cái chân mũi đầu tiên này. Như thế này.
Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ qua 1, 2, 3, 4, 5 chân mũi. Mình sẽ móc vào cái chân mũi số 6 này. Một mũi kép đôi vào chân mũi số 6 này. Như thế này. Và tiếp tục 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Và một mũi móc đơn vào cái chân mũi số 6 này luôn. Chúng ta đã có cái cụm hoa văn đầu tiên như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại như thế nãy. Lên 4 mũi bính. 2, 3, 4. Một mũi kép đôi vào ngay cái chân mũi này. Tiếp tục là một mũi kép đôi. Chúng ta sẽ bỏ qua ở phía dưới này là 5 chân mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Và móc vào chân số 6 này. Tiếp tục 4 mũi bính. Một mũi móc đơn xuống đây luôn. Mỗi cụm hoa văn này nó sẽ tương ứng với là 6 chân mũi. Chúng ta có 42 mũi thì chúng ta sẽ có tất cả là 7 cụm hoa văn như thế này. Tiếp tục 4 mũi bính, 1 mũi kép đôi. Tiếp tục 1 mũi kép đôi, chúng ta bỏ qua 5 chân mũi, 1, 2, 3, 4, 5. Bốn mũi bính và một mũi đơn. Các bạn tiếp tục lặp lại như thế cho đến hết cái hàng này. Tại cái cụm cuối cùng này, mình lên 4 mũi bính, 1 mũi kép đôi. Sau đó lại bỏ qua 5 chân mũi, móc một mũi kép đôi ngay vào cái mũi, ngay vào cái chân mũi đầu tiên này. Chúng ta móc một mũi kép đôi. Sau đó lại là 4 mũi bính. Và một mũi đơn xuống ngay trên mũi đầu tiên này. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành xong các cụm đầu tiên. Như thế này. Tiếp theo mình sẽ chuyển lên móc hàng số 6. Hàng số 6 thì đầu tiên chúng ta sẽ lên 7 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép đôi. Xuống ngay vị trí ở điểm giữa này. Tiếp tục là 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4 và một mũi đơn xuống đây luôn. Tiếp tục 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4, một mũi kép đôi. Đây, như vậy là mình đã có cái cụm hoa văn đầu tiên như thế này. Tiếp tục mình chuyển sang móc cụm bên này. Chúng ta sẽ móc một mũi kép đôi xuống điểm chính giữa này. Tiếp tục 4 mũi bính, một mũi móc đơn xuống đây. Sau đó là 4 mũi bính, một mũi kép đơn. Xin lỗi các bạn, một mũi kép đôi.
Tiếp tục chuyển sang đây, chúng ta sẽ lặp lại tương tự như thế này. Đầu tiên là một mũi kép đuôi. Bốn mũi bính. Một mũi đơn. Sau đó lại làm bốn mũi bính. Một mũi kép đôi. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ có tất cả là 7 cùng hoa văn như thế này. Sau khi mình đã móc đến cái cùng cuối cùng này, mình móc ở đây là 4 mũi bính này, một mũi kép đôi. Như thế này, sau đó mình sẽ kết lại bằng một mũi dời. Chúng ta sẽ kết một mũi dời vào cái mũi bính đầu tiên này. À, mình xin lỗi, mũi bính số 7 nhé. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng này. Đó là hàng số 6. Tiếp tục mình sẽ móc hàng số 7. Mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Mình sẽ móc lên 1 mũi bính. Sau đó là 1 mũi đơn vào cái cùng đầu tiên này. Tiếp tục mình móc 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Chuyển sang móc vào đây. Chính giữa hai cái điểm này, một mũi móc đơn. Tiếp tục 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Và móc vào đây một mũi móc đơn. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho đến hết cái hàng này. Cứ sau một mũi móc đơn thì chúng ta sẽ móc 5 mũi bính. Sau khi móc xong là cái mũi 5 mũi bính cuối cùng này thì mình sẽ kết lại bằng một mũi dời vào cái mũi móc đơn đầu tiên này. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng số 7. Tiếp tục mình sẽ móc hàng số 8. Hàng số 8 thì tại mũi chân mũi này chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi móc kép thôi. Mình sẽ lên 3 mũi bính và móc vào mũi chân mũi này một mũi móc kép. Chúng ta đang lặp lại cái hàng số 4 này. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho đến là hết cái hàng này. Sau khi móc xong hàng số 8 thì mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi dời như thế này. Những hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại từ hàng số 5 đến hàng số 8 như thế này. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến khi mà đủ chiều cao của cái bình nước thì chúng ta sẽ dừng lại. Ở đây mình đã móc xong một chiếc bình nước như thế này. Mình đã lặp lại cái hàng số 5 đến hàng số 8 thêm 3 lần nữa. Đây là hàng số 8 này, chúng ta đã lặp lại lên đến đây. Là vừa đủ chiếc bình luôn. Như thế thì chúng ta sẽ hàng cuối cùng này chính là hàng kết và các bạn sẽ không cần móc thêm các hàng phía trên nữa. Sau khi móc đến đây thì chúng ta sẽ chuyển sang móc cái phần quai của chiếc túi. Mình sẽ móc tiếp bằng chiếc túi màu đỏ này luôn. Chúng ta sẽ móc quai, không cắt chị các bạn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phía điểm vừa kết hàng này, móc một chiếc quai qua phía bên này.
mình sẽ móc lên một dây bính. Về phần quai túi này thì chiều dài sẽ tùy ý của các bạn thôi. Ở đây thường thường phần quai của túi xếp bình nước mình không làm dài lắm, mình chỉ móc khoảng 4 đến 1 bính thôi. Mình móc ở đây khoảng 45 mũi đi. Ok, chúng ta sẽ có một chiếc quai túi như thế này. Sau đó các bạn sẽ tìm điểm đối diện để chúng ta kết vào đây. Các bạn lưu ý là mình sẽ không kết vào cái điểm đối diện này đâu nhé. Mình sẽ kết vào cái điểm mà sát bên cạnh điểm đối diện này. Chúng ta lùi vào phía bên này một mũi. Để khi chúng ta quay ngược lại trở qua hàng thì nó sẽ chính là qua điểm đối diện này, nó sẽ đối xứng với nhau. Mình sẽ kết vào đây một mũi rời, sau đó mình sẽ móc sang điểm bên cạnh này, chính là điểm đối diện này, móc qua đây một mũi rời nữa. Rồi mình sẽ quay lại, móc vào sợi dây này. Một cái mũi này, chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc mũi trên mũi này là một mũi móc đơn. Như thế này. Các bạn sẽ tiếp tục móc như thế cho đến hết hàng. Sau khi móc đến đây thì chúng ta sẽ kết lại bằng một mũi rời vào cái chân bên cạnh của cái chân bính như này này. Chúng ta có thể cắt chỉ hoàn thành sản phẩm như thế này. Mình thì mình thích những cái quai kiểu mệnh thế này. Còn nếu các bạn muốn thích cái quai mà bạn này nó to hơn một chí thì chúng ta sẽ rời cái điểm móc này qua phía bên này và móc vào phía bên mặt của dây bính này thêm một hàng mũi đơn nữa. Cái móc kiểu túi qua túi này thì mình đã có hướng dẫn trong một số cái clip phía trước rồi. Chúng ta có thể, các bạn có thể xem lại các những cái video phía trước mà hướng dẫn móc túi này của mình. Cái quai này nhìn nó mạnh nhưng thực ra nó rất là chắc đấy các bạn. Sợi dệt này nó cũng không có co giãn bao nhiêu nữa. Các bạn chỉ cần kết hàng và nối các đường chỉ cắt này thật chắc là được. Đây là chiếc túi đường bình nước của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.